Lời đế tu Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thúy Nga cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lực thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Video một nữ tu can đảm tắt hai nữ diễn viên đang hôn nhau và của trách, đó là trò của ma quỷ, lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Tổng giáo mục Levi cảnh báo nếu Đức Giáo Hoàng đến thăm mặt tư khoa trước khi giúp, biên giới Ukraine sẽ đóng lại đối với Ngài. Giáo hội chính thống giáo Hy Lạp phản đối lễ rửa tội cho hai trẻ có cha mẹ là những người đồng giới nổi tiếng. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. video một nữ tu căng đảm tách hai nữ diễn viên đang hôn nhau và quả trách đó là trò ma quỷ lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Mạng Church Pop cho biết một nữ tu người Ý đã quả trách và tách rời hai nữ diễn viên Serena de Ferrari và Kaysa Wilson đang hôn nhau trong bộ phim truyền hình Mare Vụ việc diễn ra tại khu Tây Ban Nha ở Napoli, bên Ý một nữ tu mặc toàn đồ trắng bước vào hiện trường quay phim và tắt hai nữ diễn viên khi họ đang hôn nhau. Jesus Maria Giuse lạy chúa tôi, nữ tu nói, đó là trò ma quỷ, đó là trò ma quỷ. Cả hai nữ diễn viên đều cười nhạo và chế giễu sơ ấy. Tính đến thời điểm này, video đã nhận được hơn 23.000 lượt thích, gần 3.000 lượt retweet và gần 1 triệu lượt xem trên Twitter. Tổng giám mục là vì cảnh báo nếu Đức giáo hoàng đến thăm mặc tư khoa trước khi giúp, biên giới Ukraine sẽ đóng lại đối với ngài. Ký giả Ines Saint Martin, phóng viên thường trú của tờ Cruz tại Roma, có bài tường trình nhan đề: Ukraine Bishop says it would be disaster if Pope visits Moscow before Kyiv. Nghĩa là giám mục Ukraine nói sẽ là thảm họa nếu Đức giáo hoàng thăm mặc tư khoa trước khi đến Kyiv. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Đức Tổng giám mục Công giáo nghi lễ là tình cảnh giác rằng nó không chỉ là một thảm họa nếu Đức Thánh Cha Francisco đến thăm nước Nga trước khi đến Ukraine. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, Ngài muốn làm như thế. Nhưng nếu điều đó xảy ra, biên giới Ukraine thực sự có thể đóng lại đối với Đức Giáo Hoàng. Không chỉ các tín hữu công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, mà cả chúng tôi cũng không đồng tình với mọi cử chỉ của Đức thánh cha đối với nước Nga. Nhưng có lẽ chúng tôi chưa hiểu rõ về ý định và chính sách của ngài. Đức tổng giám mục Mezislo Mokersiski, người đứng đầu cộng đồng 1,5 triệu người Công giáo theo nghi thức Latinh ở Ukraine nói: "Chúng ta hãy hy vọng rằng Đức Giáo hoàng có ý định tốt và với cách hành động của ngài, Đức Thánh cha sẽ sớm mang lại hòa bình cho Ukraine." Đức tổng giám mục Mokersiski nói ngay cả trước cuộc xâm lược Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh vào ngày 24 tháng 2. Đức Francisco đã nói về một chuyến đi có thể tới đất nước Ukraine từ vị đạo. Tuy nhiên, gần đây, Ngài đã bày tỏ mong muốn được đến mặt từ khoa trước để hỗ trợ quá trình đối thoại. Phát biểu với tờ tuần báo Die Target Post của Đức, Đức Tổng giám mục Mokerski nói rằng, các tín hữu của chúng tôi nói rằng trước tiên người ta phải hướng về nạn nhân, với người đau khổ và sau đó mới đến kẻ đã gây ra nó. Vị Tổng giám mục cũng nói rằng, mặc dù người dân Ukraine rất biết ơn Đức Giáo Hoàng vì đã gần gũi với người dân ngay từ đầu với những lời cầu nguyện và nhiều lời kêu gọi của Ngài, họ không quên rằng cho đến nay Đức Francisco chưa bao giờ nói rõ ràng rằng Nga đang gây ra một cuộc xâm lược Ukraine. Đức cha Mokoszewski nói rằng các tín hữu của giáo hội công giáo Ukraine nghi lễ đông phương và những người Ukraine khác đang bối rối trước những gì họ cho là thái độ không rõ ràng của Đức Giáo Hoàng và những hành động của Ngài nhằm giữ cho cánh cửa đối thoại với Nga rộng mở. Tháng 3 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Korea de la Sera, nghĩa là tin chiều, rằng Ngài yêu cầu đến mặt tư khoa để gặp Tổng thống Putin, yêu cầu ông ta ngừng chiến tranh ở Ukraine nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm Tuy nhiên phát biểu với Reuters trong tháng này, được Francisco tiết lộ rằng trước đây Điện Cẩm Linh đã đóng cửa khả năng này khi Tòa Thánh lần đầu tiên đề xuất nó cách đây vài tháng, nhưng bây giờ có thể điều gì đó đã thay đổi. Tôi muốn đến Ukraine và tôi muốn đến mặt tư khoa trước. Ngài nói, chúng tôi đã trao đổi thông điệp về điều đó bởi vì tôi nghĩ rằng nếu Tổng thống Nga cho tôi một cửa sổ nhỏ để phục vụ cho mục tiêu hòa bình thì rất đáng để thử bây giờ có thể, sau khi trở về từ Canada, có thể tôi sẽ đến Ukraine. Ngài nói, điều đầu tiên là đến Nga để cố gắng giúp đỡ bằng một cách nào đó, nhưng tôi muốn đến cả hai thủ đô. Đức Francisco sẽ ở Canada từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 7. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican cho biết, chuyến đi của Đức Francisco đến Ukraine có thể sắp xảy ra, không loại trừ một bước đột phá vào tháng 9. Đức Thánh cha Francisco chắc chắn sẽ đến Ukraine ngài nói và nói thêm rằng Đức Giáo Hoàng rất tin tưởng rằng một chuyến thăm như vậy có thể mang lại kết quả tích cực. Ngoài Canada, chuyến đi duy nhất của Giáo Hoàng trong lịch trình chính thức là Kazakhstan từ ngày 14 đến 15 tháng 9. Đức Giáo Hoàng sẽ tham gia vào một cuộc họp liên tôn giáo. Mặc dù Vatican chưa chính thức công bố, nhưng Đức Phanxicô nói với đài Televisa của Mexico rằng ngài hy vọng sẽ gặp thượng phụ Kirill của Chính thống giáo Nga trong chuyến thăm này. Dù chống đối việc Đức Giáo Hoàng Francisco đến thăm Mạc Tư Khoa, Đức Tổng Giám mục Mokoszewski nói rằng Đức Giáo Hoàng được chào đón ở Ukraine và các giám mục địa phương theo nghi thức Công giáo Latin và Đông Phương đã mời ngài đến thăm trong vài năm nay. Với sự khởi đầu của chiến tranh, lời mời này càng trở nên nồng nhiệt hơn bởi vì chúng tôi tin rằng phêrô ở thời đại của chúng ta có một món quà và phước lành đặc biệt mà ngài đã nhận được từ Chúa. Chủ tịch của các giám mục Công giáo Roma Ukraine cho biết trong một tuyên bố được đăng trên trang web của tổng giáo phận Lviv vào cuối tuần. Đức tổng giám mục Mokhizhsky nói: Nếu ngài đến Ukraine, nếu ngài bước vào vùng đất đẫm máu của những người tử vì đạo này và chúc lành cho nó, Chúa sẽ ban cho chúng ta ân sủng và làm nên một điều kỳ diệu và hòa bình sẽ đến với quê hương của chúng ta. Chúng tôi rất vui vì Đức Thánh Cha đã bày tỏ ý muốn đến Ukraine. Đại sứ Andrea Yuras, nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine tại Vatican nói rằng chính phủ của ông hiện đang làm việc để biến dấu hiệu ủng hộ của Đức Giáo Hoàng thành hiện thực. Điều này sẽ được nhiều người đánh giá cao. Vì Đại sứ gần đây đã nói với Cruz, tôi có nhiều nghi ngờ rằng điều này sẽ xảy ra vào tháng 8, có thể là tháng 9. Tuy nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào ý Chúa. Đó không chỉ là một cử chỉ chính thức mà đó là một cử chỉ hỗ trợ thực sự. Ông nói, đó là một cử chỉ hiểu biết thực sự. Xã hội chính thống giáo Hy Lạp phản đối lễ rửa tội cho hai trẻ có cha mẹ là những người đồng giới nổi tiếng. Chính thống giáo Hy Lạp cho biết Họ sẽ gửi một lá thư phản đối đến vị tổng giám mục đứng đầu chính thống giáo Hoa Kỳ sau khi ông rửa tội cho các con của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Peter Dundas và người bạn đời của ông là Evangelo Bosis, cũng là một người đàn ông. Đức tổng giám mục Elpidophoros của Mỹ đã chủ trì buổi lễ ngày 9 tháng 7 gần Athens khi đang ở Hy Lạp trong chuyến thăm với tư cách cá nhân. Dundas và Bosis có một con trai và một con gái được sinh ra nhờ mang thai hộ. Dundas, người đã thiết kế trang phục thảm đỏ và trang phục biểu diễn cho các nghệ sĩ hàng đầu, bao gồm Beyoncé, Chiara và Mary J. Blige, đã đồng ý để các con của mình được rửa tội theo chính thống, là tôn giáo của người bạn đời của anh ta. Bosis là người gốc Hy Lạp. Thánh công đồng giáo hội chính thống Hy Lạp cho biết, họ sẽ gửi thư khiếu nại đến lãnh đạo giáo hội Hoa Kỳ cũng như lãnh đạo tinh thần của các Kitô hữu chính thống trên thế giới là Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo có trụ sở tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Giáo hội chính thống giáo Hy Lạp không công nhận kết hợp đồng giới. Hy Lạp cho phép các cặp đồng tính ký kết các thỏa thuận chung sống hợp pháp nhưng không công nhận cái gọi là hôn nhân đồng giới. Tổng giám mục Elpidophoros chưa chính thức trả lời các cáo buộc của Thánh Công đồng chính thống giáo Hy Lạp. Tuy nhiên trước đó Ngài nói, mỗi người bất kể họ là ai hoặc họ đã làm gì, tốt hơn hay xấu đều xứng đáng với tình yêu của Chúa. Và nếu họ xứng đáng với tình yêu của Chúa, thì họ cũng xứng đáng với tình yêu của chúng ta. Giáo hội sẽ không bao giờ từ chối bất cứ ai dựa trên tư cách cá nhân của họ khiếu nại của Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo Hy Lạp được đưa ra để đáp lại một lá thư từ giám mục Antonios của Glyphada. Trong thư, vị giám mục nói, Tổng giám mục Hoa Kỳ đã hành động đơn phương theo sáng kiến của riêng ông ấy và theo cách không đúng đắn, với sự hiểu biết đầy đủ rằng những đứa trẻ này của Chúa sẽ không thuộc về gia đình tôn giáo của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thương quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lời đề tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.